Ký ức của người lính trinh sát sư 307. Tác giả Võ Văn Hà. Giọng đọc Hồi ức lính. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe. Cuối tháng 11 năm 1978, theo đường 19, ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào tháng sau. Dọc đường, bộ đội ta thiết lập các căn cứ hậu cần, trận địa của các binh chủng như pháo binh. Ta tiến vào đất địch khoảng 20 km và đang ổn định vị thế thượng phong của mình. Lực lượng địch vẫn liên tục quậy phá, pháo kích cối 82 và các đơn vị của ta. Ta chiếm được khu Sa XP quả là lợi hại. Bộ đội khí thế bước vào một thời kỳ mới. Thanh niên xung phong đã xuất hiện ở đồn 23 biên phòng, nơi mà không ai ngờ cách đây vài tháng, anh em công an nhân dân vũ trang mất ăn mất ngủ với chúng. Phía Bắc đường 19, địch còn chiếm lĩnh cao điểm 328, nơi chúng tung quân cũng như pháo vào ta. Nhiệm vụ này cũng được giao cho E bộ B95, có sự hỗ trợ của E bộ B94 đã về trong đội hình của F307. Và cũng thật buồn, đây là trận đánh mà trinh sát F mất đi 6 người, chưa kể anh em bị thương nặng nhẹ. Điều đó cũng nói lên sự khó khăn cũng như nhiều điều chưa lường được. Trong vòng một tuần, chúng tôi tung quân trinh sát khu vực này 3 lần, và gần như lần nào cũng có anh em bị thương vong, bị mìn, bị phục kích, bị đánh từ phía sau khi đi công tác. Do tính chất khó khăn của trận đánh, quân khu 5 tăng cường một tổ trinh sát G32 quân khu phối thuộc cùng với chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Qua một tháng tác chiến, bản lĩnh anh em chúng tôi tiến bộ rõ rệt. Trận đánh này không còn là bí mật, vì địch biết chắc chắn dù muốn hay không ta cũng không tha cao điểm này. Đây là cái khó của trận đánh, nhưng thật ra đơn vị địch trấn giữ ở khu vực này đã không còn hung hăng như trước qua sự thất thủ của căn cứ Sa XP. Vì chúng không còn đủ lực lượng để đánh chính diện với ta, tinh thần chúng cũng hoang mang hơn trước nhiều. Khả năng sợ pháo binh của ta là rõ nhất. Ta dùng chiến thuật đánh nghi binh ở hướng chính diện do một phần lực lượng của E29 và E94 đảm nhiệm. Các đơn vị này tấn công chúng liên tục dọc theo đường 19, nhưng không đánh sâu, vì cao điểm này không còn xa so với đường 19. Phần lực lượng chính của trinh sát F đều phối thuộc với E95. Quân số lúc này đã giảm, anh em ốm sốt thường xuyên, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Khoảng 30 người với 2 tổ chia ra nhiều chức năng, dẫn đường, trinh sát, tạo hành lang. Đội hình hành quân chọn vị trí là khoảng giữa hai cao điểm 312 và 328. Chúng ta thọc sâu vào trong khoảng 3 km và chọn hướng tấn công là Bắc, Tây Bắc của cao điểm. Do sự hạn chế của địa hình nên dê bộ B2 là thê đội 2 của trận đánh, cũng như giữ phần phía sau của đội hình tác chiến. Chủ lực là D3 và D1 đánh tạt sang hai sườn đồi. Trước khi xuất quân một ngày, trinh sát bí mật tạo một con đường và nơi tập kết cách chân cao điểm khoảng 2 km, không sử dụng thông tin hữu tuyến. Khó khăn nhất là bộ phận hỏa lực phải chiếm một mòm đồi nhỏ, toàn dây leo vách đá dựng đứng. Ngay cả địch cũng không ở. Ta phải đưa một khẩu DKZ và khẩu 12 ly 7 để chiếm lĩnh. Mỏm đồi này cách mỏm chính chừng 200 m đường thẳng. Quân số toàn bộ kể cả bộ phận trinh sát là 31 người, do C phó C12 D3 chỉ huy. Đúng 5 giờ chiều đội hình xuất phát. Do đường gần nên mỗi dê cách nhau 30 phút. D2 xuất phát đầu tiên, cực nhất là đi đêm vì bảo đảm bí mật và gây cho chúng nhiều điều bất ngờ. Vượt qua địa hình hiểm trở, D2 chiếm lĩnh vị trí tập kết lúc 10 giờ đêm. Chúng tôi quay lại đón D3 và bố trí hoàn chỉnh cho D3 gần 2 giờ sáng. Riêng D1 dù xuất phát sau, nhưng do vị trí của D1 ít hiểm trở nên cũng hoàn chỉnh việc chiếm lĩnh trận địa gọn nhẹ. Nhóm trinh sát E95 dẫn khẩu đội DKZ ở mỏm đồi bên, bị mất liên lạc do nhầm đường phải quay lại, làm cản trở công việc khá nhiều. Khẩu đội này bố trí xong khoảng gần sáng. Chúng tôi quay lại hướng D3, thấy anh em đã bò lên đến hơn nửa chừng đồi. Riêng hướng C11 chiếm bình độ cao hơn do có khẩu đội DKZ yểm trợ khi tấn công. và pháo ta sẽ bắn vào tọa độ này nhiều hơn hướng C10 và C9 của G3. Có nghĩa là C11 bằng mọi giá phải chiếm trận địa địch đầu tiên, hỗ trợ cho C10 và C9 ở hướng chính diện. Trời sáng, mỏm đồi có khẩu DKZ nhìn thấy địch đã nổi lửa và báo về cho sở chỉ huy bằng mật khẩu 2 lần tắt mở máy PRC25 chứ không gọi. Mật khẩu này lặp lại lần thứ 2, mục tiêu đã rõ và cả đội hình nghe tiếng pháo từ nhà bắn lên. Quả đầu tiên cách C9 khoảng 30 m và bên G1 chỉ cách C2 chỉ vỏn vẹn 20 m. Ta điều chỉnh tầm pháo, sau đó là cấp tập. Trận địa bụi, đất đá tung lên mù mịt. C9 có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ do mảnh đá bay trúng đầu. Trong tiếng pháo, đội hình nghe tiếng hỗn loạn của địch. Pháo bắn chắc được khoảng 15 phút thì dừng và bộ binh bắt đầu bò lên từng bước, chiếm các vị trí thuận lợi vì trời đã sáng rõ mặt. Địch phát hiện cả hai hướng G3 và G1 nên bắn xối xả vào đội hình của ta. Chúng bắn mạnh quá làm bộ binh ta phải dừng lại. C9 hy sinh 2 đồng chí trong loạt đạn này do chúng bắn quá dữ. Bên kia sườn đồi thì G1 cũng đang tấn công mạnh và địch cũng phản ứng hỏa lực mạnh. Dê trưởng G3 lệnh cho C11 lợi dụng địch chưa phát hiện, nhanh chóng bò lên chiếm vị trí. Điện xong khoảng 10 phút thì nghe tiếng súng nổ về hướng đó. Địa hình quá phức tạp cộng với hỏa lực địch quá mạnh, cả hai hướng không tiến lên được. Bộ binh nằm khắp sườn đồi, địch có lợi thế hơn ta từ trên cao bắn xuống, gây khó cho ta. Ta tăng cường thêm pháo hạn chế vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn. Lúc này hỏa lực cối 82 của G2 bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng. Địch tăng cường bắn cối vào lưng chừng đồi và 12 ly 7 bắn rất rát vào đội hình. Anh em bắt đầu bị thương vong. Dê trưởng G3 một lần nữa đốc C11 tấn công mạnh hơn, cùng chia sẻ hỏa lực với C9 và C10. Địch bị phân tán hỏa lực và lúc này khi C11 gần tiếp cận với mỏm đồi đầu tiên của địch, khẩu đội DKZ và 12 ly 7, mỏm đồi bên bắt đầu bắn. 12 ly 7 bắn âm nghe chát chúa và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch. Bị bất ngờ, địch chĩa hỏa lực về mỏm đồi DKZ của ta và bộ binh tranh thủ dịp này tiến lên. Quả không sai khi hỏa lực chi viện cho C11 đã phát huy tác dụng. Đội hình địch bắt đầu có dấu hiệu phân tán. Chúng bắt đầu tháo chạy về hướng C10. Có thằng Pốt đang trên đà lao xuống, bị AK ta bắn. Nó ngã lăn đúng vào vị trí của một đồng chí C10. Hướng G1 chiếm vị trí của địch trước G3 khoảng 10 phút. Biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi, sở chỉ huy E lệnh cho G2 cùng C5 vận động cắt ngang qua sườn đồi truy kích chúng. Những tiếng súng nổ lẹt đẹt về hướng G2 khi ta chiếm toàn bộ cao điểm. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Gần một nửa địch nằm tại trận là không toàn thây, bông băng đạn dược vứt đầy trên trận địa. Có hiện tượng chúng bắn đồng đội cho chết luôn. Hướng C11 thu khẩu DKZ của địch bị hư do DKZ của ta. Ta làm chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Trinh sát F hy sinh 2, bị thương 4. Như vậy, việc đánh điểm cao 328 từ lúc trinh sát cho đến khi chiếm điểm cao, trinh sát F hy sinh 8 đồng chí và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người. Việc chiếm điểm cao 328 và giao cho E94 chốt giữ, coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt, ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường. Các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng. Nồi canh chua E31, F309 cho đi thì nhận lại miếng thịt rừng của E95, F307. Ban đêm có nơi cũng leo lét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trạng đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ. Dưới hầm âm cũng uống trà, ăn lương khô và nói chuyện thời sự. Mặt trận đường 19 ngày ấy rất căng thẳng và khốc liệt. Ở đây tôi không dám đưa ra một sự so sánh nào giữa các đơn vị trên toàn mặt trận lúc đó. Và để rộng đường cho anh em hiểu, tôi giới thiệu về cơ cấu các đơn vị ngày ấy như sau. F307 có các E bộ binh 95, 94, 29. Sau ngày giải phóng chỉ còn E95 là đơn vị còn mang tính chiến đấu. Và chính trung đoàn 95 là đơn vị chịu đấm ăn xôi với Pốt ngay sau khi Pốt phản bội ta năm 1975, là E trực thuộc của quân khu 5, chưa có F307. Khi chiến sự leo thang thì mới tăng cường thêm 94 và 29, là những E đã giã từ vũ khí về làm kinh tế, thành lập F307 tháng 7 năm 1978. Đầu mùa mưa năm 1978, do yêu cầu của chiến trường, quân khu 5 tăng cường trung đoàn 31 của sư đoàn 2 đang đóng ở Đà Nẵng lên Đức Cơ, nên anh em E31 ngày đó toàn là dân Quảng Nam rất đông. Chính trung đoàn 31 cùng với E95 là những đơn vị tạo hành lang an toàn mà sau này chúng ta có được. Tháng 9 năm 1978, F309 được thành lập, gồm các E bộ binh 31, 812, 96. E812 đang làm kinh tế ở Bình Thuận và E96 cũng làm kinh tế ở Tây Nguyên. Như vậy, chủ công của các trận đánh chiếm lấy các vị trí của địch là E95, F307 và E31, F309. Là lính F307 nhưng tôi phải cúi đầu khâm phục lòng kiên cường, anh dũng, tinh thần vượt khó, bách chiến bách thắng của các anh em E31, F309. Các trung đoàn khác làm nhiệm vụ chốt giữ cũng có muôn vàn khó khăn mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu cho đời lính chốt ở Tiền Tiêu. Suốt ngày bị chúng quậy phá, ra khỏi hầm là choảng nhau với chúng, ăn cơm cục, uống nước đục, thậm chí râu ria nhiều tháng không cạo, nhìn như thổ phỉ phun rô thời ấy ở Tây Nguyên. Quần áo bốc mùi gần như NH4. Mỗi đơn vị có những phẩm chất mà đáng cho chúng ta trân trọng. Khi đến Prey Viêng, E bộ binh 95 trấn giữ đền Prey Viêng. Còn lại nhiệm vụ khác như truy quét tàn quân, giúp bạn, trách nhiệm lại đặt lên vai những anh em E29 và E94, nhất là các anh em G7 E29. Trong mùa mưa năm 1979, vất vả trong những cánh rừng già ở An Long Veng, tranh nhau với địch từng quả chuối non đem về luộc chấm muối. Sau các trận đánh mang tính chiến lược, tạo ra hành lang an toàn từ vạch biên giới đồn 23 biên phòng đến ngã ba đường Công Hương, chúng ta đã chiếm lĩnh những vị trí then chốt trên đường 19. Địch không thể làm gì được. Trên quãng đường hơn chục km, ta có tới 3 sư đoàn, thì chúng chui vào đâu được. Chúng nhúc nhích là ta dọn, chúng cọ cựa thì ta nã pháo. Thời gian này chúng vẫn tung các toán nhỏ lẻ, chọc phá các chốt nhỏ lẻ của ta. Súng nổ hầu như cầm canh cả ngày, không ở hướng 307 thì hướng 309. Cánh trinh sát ép chúng tôi, công việc cũng giảm lại rất nhiều, vì không có trận nào cỡ D và E xuất hiện. Trong thời gian cuối tháng 11, ta cũng đang tính tới những chiêu mới để trị bọn này. Cỡ lính lác như tôi thì làm sao biết được. Quân khu 5 cho mỗi F rút một E về Đức Cơ để củng cố, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. F307 rút E95 và xe trinh sát cùng một dây pháo về tuyến sau. Trong những ngày còn lại trên đất ca, chúng tôi chỉ đi trinh sát quanh khu F bộ, đưa anh em vận tải chuyển hàng lên chốt cho các E29 và 94. Và thực sự lúc này cả xe trinh sát mới đông đủ. Đợt bổ sung quân vừa rồi, 20 người qua một tháng ủng hoằng đã vơi đi gần hết. Anh em hy sinh ở hướng E29 và 94. Cánh theo E95 thì còn nguyên vẹn. Nhìn khung cảnh sinh hoạt của đơn vị ngày đó vui lắm. Cũ mới lần đầu gặp nhau cũng có nhiều điều tâm sự. Ban đêm dưới hầm ngầm sâu khoảng 2,5 mét, lính ta uống trà, ăn lương khô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Phải đến ca gác thứ tư, 5 anh em mới ngủ, 2 giờ sáng. Thư từ ở nhà gửi lên bắt đầu nhận lai dai. Mỗi anh mỗi hoàn cảnh, chỉ những anh có vợ rồi thì lắm chuyện rắc rối, chứ những anh em chưa vợ 100% thì chả việc gì. Gia đình, người yêu, nhắc nhở cẩn thận trong tác chiến, ăn ngủ đừng để sốt rét. Các cô nàng thì thề non hẹn biển, chờ ngày các anh về, chỉ có vậy là hết. Lần đầu tiên tôi nhận thư em cũng áy náy như tôi ngày chuyển quân lên biên giới chưa kịp gặp mặt. Với độ lệch chừng 10-15 phút giữa kẻ ra đi và người đến thăm, nó đau là đau chỗ này, tiếc nuối cũng tiếc nuối từ đây. Chiến tranh có những khoảnh khắc đau thương cực ngắn mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Anh chưa kịp ôm em trong vòng tay của người lính, Chưa kịp gặp cảm nhận hơi thở của người lính ra sao, em chưa hình dung ra anh mặc quân phục khác với khi ở nhà thế nào. Em vẫn mong chờ ngày đó và mong nó đến với em trong đêm nay. Trong giờ phút em viết thư cho anh, em tin rằng anh phải khác với những anh bộ đội em gặp, phải khác với những anh bộ đội em thấy. Vì anh là anh của em, mãi mãi là của em. Tôi vừa trích nguyên văn chính xác 100%, kể cả dấu chấm câu. Công việc dồn dập đến và chúng tôi lại phải đi theo yêu cầu của nhiệm vụ. Chỉ còn một chút gì âm hưởng của những lá thư mới nhận khi dừng chân nghỉ giữa chừng, vì xung quanh vẫn còn tiếng nổ ùng oàng. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng, nhưng hôm nay sao không thấy nhóm nào chuẩn bị đi tuần khu vực. Đêm qua cũng không thấy gọi lên để giao ban, hội ý. Vòng qua hầm của B trưởng thì gặp anh Trường C trưởng kêu vào. Có nước trà Bắc và thuốc thơm thủ đô, anh Giang C phó đang gấp mấy tấm bản đồ lại và để chúng lên bàn. Lúc này tôi mới biết hôm nay cả đơn vị rút về Đức Cơ cùng với đội hình E95 và dê pháo binh. Tôi vừa về đến hầm thì có lệnh báo động theo cấp độ trung đội. Từng trung đội triển khai và trong 10 phút phải hoàn chỉnh quân tư trang, vũ khí. Đoạn này thì nhanh cực kỳ. Đơn vị hành quân ra đường 19 và đi theo trục đường. Trên lưng cũng không nặng lắm nên đội hình đi cũng khá nhanh. Càng lùi về hướng biên giới càng thấy sự thay đổi đến chóng mặt. Đường 19 đã được mở rộng bằng phẳng, có độ cao ở giữa để không đọng nước. Anh em ta áo thun dệt kim, quần đùi ngồi trên những chiếc bàn tre dã chiến, dọc hai bên đường vẫy chào chúng tôi. Có anh hào phóng liệng cho gói thuốc Tam Đảo. Đến trận địa pháo của F, chúng tôi dừng lại và tản đội hình nghỉ giải lao. Dù đang tác chiến nhưng phải nói rằng phía sau của ta lúc này hết sức thanh bình và vui nhộn. Bộ đội các binh chủng đều đóng ở đây, không khí hòa bình đã thoảng mùi. Chúng tôi về đến đồn biên phòng 23 thì đã trưa. Hình như quân nhu F đã báo cơm nên khi chúng tôi đến, chỉ cần rửa mặt xong thì cơm đã được bày sẵn khá thịnh soạn. Chúng tôi chén ngon lành như chưa bao giờ được chén, nhất là món cải non mà anh em đồn 23 trồng. Gần một tạ rau được dọn sạch, lính ta luôn thiếu chất rau. Đất mẹ không khí thanh bình, tình cảm ân oán giang hồ giữa đồn 23 và trinh sát F307 trong những ngày khó khăn ác liệt lại lôi ra tâm sự. Khói thuốc nghi ngút và chén trà thơm. Lúc này anh em E bộ B95 mới về đến đường biên, cũng nghỉ giải lao, cũng ân oán giang hồ ngày xưa, cũng trả thuốc. Ngay đầu sau này cuộc hội ngộ này, anh em đồn 23 phải tuyên bố phá sản chuyện trả thuốc vì đãi khách. Qua biên giới khoảng 2 km thì E bộ binh 95 được xe của đơn vị trở về hậu cứ. Ngày ấy E bộ binh 95 giàu xe nhất. Trong kho còn xe GMC của Mỹ mới tinh chưa dùng. Chúng tôi vẫn thả bộ dọc theo đường 19 bụi mù khi có những chuyến xe lao qua. Cắt qua rừng cao su của chị em E746 đang mùa làm cỏ. Chị em ngắm nhìn say đắm những chàng trai bụi mờ sương gió. Cái bụi mờ và chị em sẽ thưởng thức trong nay mai. Tiếng chào nhau, tiếng gọi nhau, thậm chí mắng yêu nhau không ngớt. Đến cứ của đơn vị, nhận trại xong chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều tối chúng tôi đi ra suối tắm. Dòng suối trong xanh chảy quanh những tảng đá. Cảnh tắm tiên vì mỗi anh chỉ có một chiếc thuyền độc mộc. Không khác gì với cảnh bác bao leo tả, bạt ngàn thiếu nữ Thái trắng không xiêm y bên dòng suối, dọc đường 6 Thuận Châu Sơn La. Chỉ khác cái phần óng ánh ở màn nước kia mà thôi. Chúng tôi cũng không biết rằng phía trên con suối này khoảng 200 mét là đại bản doanh của chị em E746 mà sau này anh em được nghe kể lại. Nhân vật chính nay là nữ giám đốc của một công ty giống cây miền Trung. Đêm đầu tiên trở về cố quốc sau một tháng ly hương, ngủ dưới những cánh rừng bằng lăng, vẫn những ca gác như trên biên giới, vẫn chuyện đời, vẫn các trận đánh mà bây giờ mới kể, mới tổng hợp từ các hướng của trung đoàn. Một vài anh bắt đầu viết thư cho người thân. Ban chỉ huy gọi các A, B trưởng lên để quán triệt nhiệm vụ, làm phương án tác chiến, cung cấp các tọa độ cho dê pháo hỗ trợ khi có yêu cầu. Ban chỉ huy chiêu đãi anh em bằng 2 kg kẹo. Tay quản lý C không biết bằng thủ thuật gì mà chị em 746 phải giơ tay ủng hộ. Tàn cuộc về doanh trại cũng khí thế lấy giấy bút viết thư cho em, nhưng chỉ được mấy chữ. Đức Cơ ngày tháng năm 1978. Em yêu của anh. Con quái vật ngủ lại hiện về. Và cái đêm thứ ba nơi biên giới Đức Cơ trôi qua êm đềm. Trong giấc mơ, anh nắm tay em đi dọc dòng sông quê nhà, dòng sông của tuổi thơ. Dưới những hàng đước rậm mờ ảo ánh trăng, bàn tay em chai sạn vì những đám ruộng muối của hai gia đình, bàn tay anh chai sần vì ôm súng giữ gìn nơi đất biên cương. Ngày thứ hai sau khi về trở lại hậu cứ, đơn vị tổ chức họp hội đồng quân nhân tổng kết cả một đợt chiến dịch, nhận xét, tuyên dương, khen thưởng, đề nghị phong quân hàm, và điều quan trọng nhất là triển khai kế hoạch huấn luyện binh chủng. Điều mà anh em chúng tôi chưa biết gì, và theo lệnh của F, chúng tôi phải thực tập sử dụng bản đồ trên mọi địa hình. Rừng thưa, độ che phủ dưới 25%, Đức Pơ, Hà Tam. Xác định bản đồ trong thành phố Pleiku, Kon Tum, địa hình đồi núi phức tạp, cư nghé, điểm cao 421. Thời gian quá gấp nên đơn vị yêu cầu không nên báo về gia đình, tránh tình trạng gia đình lên thăm, dễ gây hiệu ứng mất lính như những đợt trước, cũng như nghe tiếng ùng oàng từ phía kia biên giới. Ngày thứ ba, chúng tôi có một ngày để chuẩn bị quân tư trang, nghỉ ngơi lấy lại sức, và cả bọn đều nghĩ rằng cách hồi sức tốt nhất là qua giao lưu với chị em E746 đang trồng cao su ở khu vực này. Có lẽ không gì dễ hơn việc bộ đội làm quen với bộ đội, chóng vánh nhưng mang rất nhiều màu sắc. Chúng tôi qua C3 E746 khi chị em nhà mình đang làm cỏ cao su được vài tháng tuổi. Những hàng cao su thẳng tắp mơn mởn trong nắng trời Tây Nguyên, màu xanh của sự sống đang phát triển, mặc cho tiếng súng chỉ nổ cách đó chưa đầy 10 km. Đồng Hương ơi! Đồng Hương quê ở đâu vậy? Hàng trăm câu hỏi như nhau được phát ra từ những cái miệng nhỏ, xinh xắn ngọt ngào, mang âm hưởng nhẹ nhàng của xứ Huế, trọ trẹ khó nghe ở Quảng Bình, Đồng Hới. Đồng Hương ở Huế, chúng tôi đáp lại. Những tiếng cười thánh thót vang lên nghe sao xuyến cực kỳ. Chúng tôi ghé chơi và chị em cũng thân tình đón khách. Ngồi ở dưới những gốc cây bằng lăng to dập mát, một thiên sử mở ra với không biết bao nhiêu chủ đề. Biết mục đích của chúng tôi là đi kiếm rau về cải thiện, chị em không ngần ngại cho người về trại nhổ luôn một cái luống củ cải cho chúng tôi mang về. Với bao nhiêu dặn dò, tối nay chị em sẽ sang chơi. Chúng tôi không được ra khỏi doanh trại vào ban đêm, nhưng chị em đến chơi thì được, và phải về lúc 9 giờ. Không phải chỉ có C3 mà C2 cũng kéo qua doanh trại chúng tôi, tỷ lệ 1 nam 3 nữ. Đêm ấy chúng tôi chung vui văn nghệ với nhau, và đến hơn 11 giờ thì mới giải tán, khi nghe tiếng kẻng của đơn vị gõ liên hồi báo động. Tôi vốn không ưa ca hát nên mời vài chị em về lán uống nước chè, và còn mấy phong lương khô bỏ ra để đãi chị em, rồi chia lẻ một lần nữa ra trước lán, ngồi ở cái bàn ăn cơm để chuyện nhỏ chuyện to. Tôi có lợi thế là đã biết cô nàng từ hồi sáng, nên có những thuận lợi hơn những anh em khác đang trong thời kỳ quá độ của sự tiếp cận, e thẹn trong bước đầu gặp gỡ đã mất, và giờ đây chỉ còn lại sự thân tình của những con người cùng trang lứa với những hoàn cảnh như nhau, nên rất dễ hòa đồng trong phút chốc. Thước phim của mỗi cuộc đời được quay một cách chậm rãi qua lời kể đầy cảm xúc, và hai cuộc đời ấy đã có hiện tượng đập cùng một nhịp lúc nào không biết. Chia tay, chúng tôi tiễn chị em ra khỏi doanh trại. Có anh còn hào phóng cho mượn đèn pin để chị em đi về, rồi hẹn hò, ngày mai, tối mai. Nhưng đâu ai hiểu rằng đây là lần đầu, cũng là lần cuối gặp nhau. Vì sau hơn 15 ngày huấn luyện, chúng tôi đi thẳng từ Đắc Tô lên căn cứ Sa XP. Lúc này là căn cứ hậu cần và kỹ thuật của F và Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào chiều ngày 22 tháng 12 năm 1978. Về lại lán, tôi viết lá thư về thăm nhà, báo cho gia đình biết tôi vẫn khỏe và công tác bình thường trong quân ngũ. Cả mấy anh em cùng quê không ai nói gì về cuộc chiến tranh đang xảy ra từng ngày trước mặt chúng tôi. Nhưng chỉ tội cho em, tình yêu đầu tiên của em đã bị ngăn cách. Không gian xa vời vợi, ngày gặp lại là điều khó nói. Nơi quê nhà em vẫn vật lộn với những cánh đồng muối của nhà anh và của nhà em. Ánh nắng chói chang của vùng biển miền Trung sẽ làm cho da em sậm thêm. Gió biển quê mình sẽ làm tóc em xõa xuống, tung bay trong gió, lộ rõ khuôn mặt buồn man mác chờ đợi một bóng hình. Không còn ai cùng em tát nước những đêm trăng, không còn ai cào muối để em gánh lên nền. Nơi hướng Tây, đồi núi điệp trùng, vẫn có một người luôn nghĩ về em và luôn dành cho em những hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời. Giấc ngủ đến lúc nào cắt đứt dòng miên man của anh. Cả tiếng súng nổ bên kia biên giới anh cũng không còn nghe thấy. Chỉ nghe trong tiềm thức tiếng nói của em ngày xưa và hình bóng cô thôn nữ dịu dàng đang đi trên những con đường đồng muối quê mình.